Hello cả nhà. Hôm nay gia đình mình đang chuẩn bị đi Quảng Nam, Đà Nẵng, vô thành phố Hội An với thành phố Đà Nẵng chơi cả nhà. Mời cả nhà cùng gia đình mình đi chơi cả nhà nha. Rồi, mấy anh cô cháu chuẩn bị đi cả nhà. Rồi đi, đi, ra xe. Rồi, chuẩn bị ra xe cả nhà ơi. Hello. Cứ tập thoải mái. Mà cả nhà mình chuẩn bị vào Đà Nẵng và Quảng Nam. Tiếp tục đi, vừa đã đi Hà Nội, bây giờ tiếp tục đi Quảng Nam, Đà Nẵng. Mình về Việt Nam đất này đi cũng nhiều ở nhà. Lâu về Việt Nam đi chơi rất là vui luôn á. Hi Mimi. Hi Mimi. Let's go.
Đà Nẵng bây giờ vô lấy phòng để tắm rửa nghỉ ngơi xong rồi đi ăn. Ăn xong rồi vô thành phố Hội An tối nay đi bộ cả nhà. Đây là Bảo Viên Hotel. Nhà đang lấy hành lý. Dạ. Quay ở đây cảnh đẹp đây. Dạ. Quậy cá lạc rồi về nhà món khai vị để lại bữa đây. Yoda lúc nào cũng là không để đăng mặt để ở nhà mình đang đi ăn đây nha. Ăn xong rồi mình đi vô Quảng Nam Hội An. Qua kia đây chiều qua thăm quan ăn tận đấy tận ăn thì những gì gọi vậy chứ uống nhiều quá. Hương biển à, núi à, góc cơ nha. Hương sao? Sao? Cá, 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 rất nhiều món ngon đấy. Quá nhiều đồ nhậu luôn. Này ơi. Thank you.
rồi mình về cho nhà đi bộ. Thôi mà mưa đây đừng ngồi xuống dưới ạ. Ôi trời mưa cả nhà ơi, mình đang đi trên đường bộ, trời mưa này lớn này. Chạy vào chỗ nấp rồi cả nhà ơi. À, trời ơi, cả nhà mình đi xui quá. Mưa buồn. Trời ơi, cảm ơn mình đi bây giờ gặp mưa nè. Chạy kiệm gặp mưa. Đi vô quê đó, đi vô quê. Đi vô quê đó. Đi mua hai cái áo mưa. Mới đi mất đi đông đông trai á. Đây là hàng mới, tức là lấy với chút cậy bò dân đóng rồi. Ủa, nó cần đấy, sao nó cần đấy? Đưa anh đưa đi. Ừ. Đó, cái này, cái này. Rồi, đây là hàng mới, sửa đây. Ok. Đi gặp chỗ đó là đứng lên nhé. Trời mưa, nhưng mình cố quay chút xíu cho cả nhà xem nha. Trời mưa, bây giờ chuẩn bị lớn rồi đó. Mình...
Tạm dừng clip của tôi ngay ở nhà. Rồi chúc cả nhà ngày thật vui vẻ, mưa quá trời luôn rồi. Bye ở nhà.